Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bắc Kinh trói gọn Hà Nội, Đảng bất lực nhìn Trung Quốc ở Biển Đông. Đài tiếng nói nước Pháp AFI mới đây đã có cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu Lawrence, trường sư phạm của Lyon, Pháp về tác động của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA đối với Việt Nam cũng như phương pháp giải quyết tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông hiện nay. Trước hết, học giả người Pháp đã điểm lại 4 nội dung chính trong phán quyết này. Đây là hình ảnh Tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay, Hà Lan đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Nội dung thứ nhất liên quan đến những vấn đề quyền lịch sử và đường chín đoạn mà Trung Quốc tự vẽ. Tòa trọng tài thường trực đã bác những yêu sách có lợi cho Trung Quốc về những quyền lịch sử dù là ở vùng biển trong phạm vi đường chín đoạn và những yêu sách về những nguồn tài nguyên sinh vật hoặc phi sinh vật trong khu vực đó, nói một cách khác là trong gần như hầu hết Biển Đông. Tòa PCA cũng cho rằng những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, dù tòa không phủ nhận rằng Trung Quốc có thể đã hoạt động trong toàn bộ khu vực này từ thời xa xưa và có thể khai thác những nguồn tài nguyên cũng như sử dụng nhiều hòn đảo ở đó. Tuy nhiên, tòa trọng tài thường trực đánh giá không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã độc quyền tiến hành và không bị gián đoạn. Nội dung thứ hai liên quan đến quy chế của các đảo và đá. Tòa phán quyết rằng trong khu vực biển theo đơn kiện của Philippines có những thực thể không thể được gọi là đảo theo luật pháp quốc tế mà chỉ được coi đơn thuần là đá. Những đánh giá pháp lý này có những hệ quả quan trọng bởi vì đảo có thể có những khu vực biển như là lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc vùng thềm lục địa, trong khi đá thì không cho phép hình thành những khu vực như vậy. Về điểm này, tòa trọng tài thường trực đã khẳng định rằng những đá ở Biển Đông phải được nhìn nhận đúng với thực trạng tự nhiên ban đầu của chúng. Vì thế, dù nếu có chỉnh trang, bồi đắp hay đưa dân cư đến sinh sống mà trước đó không hề có để biến một đá thành đảo, thì luật pháp quốc tế không công nhận đó là một hòn đảo. Và như vậy sẽ không có những vùng lãnh hải như vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa. Tóm lại, theo quan điểm của luật pháp quốc tế, tất cả những công trình, các thực thể mà chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành bồi đắp đều vô hiệu hóa. Nội dung thứ ba liên quan đến tình trạng môi trường và môi trường biển. Đây là hình ảnh Trung Quốc tăng tốc xây dựng trên một số dạng san hô đang tranh chấp. Phán quyết của tòa đã nêu rằng những hoạt động của Trung Quốc về mặt đánh bắt hải sản và bồi đắp các đảo đã tác động nghiêm trọng đến môi trường. Ngoài ra, Trung Quốc đã không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ và bảo tồn ở Biển Đông. Nội dung cuối cùng liên quan đến cam kết quốc tế của Trung Quốc. Tòa trọng tài thường trực cho rằng Trung Quốc đã vi phạm những nghĩa vụ quốc tế của mình vì trong tiến trình xét xử, Bắc Kinh vẫn tiếp tục các hoạt động bị phản đối và lên án. Tiếp đó, nhà nghiên cứu người Pháp cũng phân tích tác động của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Việt Nam và Philippines. Ông nhận xét, hiện tại Việt Nam đang kiểm soát 26 đảo và đá thuộc quần đảo Trường Sa. Nhưng khi nhìn kỹ bản đồ, người ta thấy là 4/5 số đảo và đá này nằm trong phần mà Philippines đòi chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Đây chính là điểm trọng tâm tranh chấp tương lai giữa Việt Nam và Philippines trong trường hợp hai nước đối đầu về vấn đề quần đảo Trường Sa. Và nếu căn cứ vào phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, cũng như việc áp dụng phán quyết này đối với trường hợp của Việt Nam, có thể thấy Việt Nam nhất trí với Philippines chỉ ở một điểm và đối lập ở 3 điểm. Trước hết, Hà Nội và Manila nhất trí ở yêu sách đường chín đoạn của Bắc Kinh, có nghĩa là hai nước cùng bác bỏ lập trường đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Điểm đối lập thứ nhất đối với những quyền lịch sử, người ta nhận thấy rằng là lập trường của Việt Nam tương tự với lập trường của Trung Quốc, bởi vì cả Hà Nội cũng như Bắc Kinh đều lập luận rằng theo nguyên tắc lịch sử lâu đời, tức là dựa vào những hoạt động thường xuyên trong quá khứ ở những hòn đảo này và việc này được các thủy thủ, ngư dân của Việt Nam hay Trung Quốc ghi chép lại. Nhưng chúng ta đã thấy là lập luận này nếu không có bằng chứng về sự hiện diện thường trực và độc quyền quản lý các nguồn tài nguyên kinh tế thì sẽ không được chấp nhận về mặt pháp lý. Về điểm này, Việt Nam có lẽ phải thay đổi cách lập luận nếu muốn nhận được sự hỗ trợ tối đa của tòa án. Điểm đối lập thứ hai liên quan đến quy chế các đảo đá của Việt Nam. Dù không làm mạnh như Trung Quốc nhưng cũng tiến hành bồi đắp như trường hợp của đảo Sơn Ca ở Trường Sa chẳng hạn. Đây là hình ảnh
Tổng thống Philippines Duterte bắt tay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2016. Và như đã nói ở trên, cách làm này là vô hiệu và không được công nhận. Điều này dẫn đến việc đối lập thứ ba, đó là những hoạt động bồi đắp này còn gây thiệt hại cho môi trường mà Việt Nam có thể bị tòa trọng tài thường trực lên án. Tóm lại, về phương diện pháp lý, chúng ta thấy là phán quyết của tòa PCA và tác động thực sự đến tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Philippines. Nếu muốn đạt được tiến triển về mặt pháp lý, Hà Nội cần phải xem xét các lập luận của mình. Tuy nhiên, cũng cần khẳng định rằng phán quyết trọng tài đã được đưa ra chỉ liên quan đến trường hợp Trung Quốc chứ không liên quan đến Việt Nam. Để Việt Nam cũng bị liên quan đến vấn đề này, Philippines phải viện đến tòa án PCA một lần nữa về trường hợp của Việt Nam và tòa phải ra phán quyết. Khi đó, Việt Nam có thể phản ứng theo hai chiều. Điều thứ nhất là công nhận thẩm quyền của tòa trọng tài thường trực và chấp nhận tiến trình trọng tài của tòa. Hoặc khả năng thứ hai như trường hợp của Trung Quốc là từ chối thẩm quyền của tòa trọng tài thường trực. Cần nhắc lại rằng Bắc Kinh đã từ chối thẩm quyền của tòa trọng tài là hay. Lời từ chối này đẩy Bắc Kinh vào thế khó vì Trung Quốc đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Việc từ chối tuân thủ luật pháp quốc tế mang lại hình ảnh tiêu cực cũng như ảnh hưởng đến uy tín của nước này. Về phía Việt Nam, học giả người Pháp cũng nhận định Việt Nam hoàn toàn có thể khởi kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ra trước tòa trọng tài quốc tế. Đây là hình ảnh Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam vào năm 2014. Trước hết, cần phải đề cập đến những sự kiện dù không trực tiếp tham gia kiện Trung Quốc trên tòa trọng tài thường trực vào năm 2013, nhưng chỉ vài tháng sau, vào ngày 5 tháng 12 năm 2014, Việt Nam đã đệ trình lên tòa một bản tuyên bố quyền lợi. Trong văn bản rất quan trọng này, Việt Nam yêu cầu tòa PCA cân nhắc đến lập trường của Việt Nam ở 4 điểm. Thứ nhất là Hà Nội chấp nhận thẩm quyền của tòa trọng tài thường trực. Thứ hai là Việt Nam yêu cầu các lợi ích và quyền lợi của mình được bảo tồn trong quá trình xét xử vụ kiện. Thứ ba là Việt Nam ghi nhận rằng Philippines không yêu cầu tòa PCA xem xét những vấn đề không thuộc thẩm quyền phán xét của tòa, trong đó có vấn đề chủ quyền. Thứ tư là Hà Nội tái khẳng định bác bỏ mọi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong đường chiến đoạn. Bản tuyên bố quyền lợi này cũng nói rõ rằng Việt Nam tuyên bố không một thực thể nào mà Philippines nêu trong đơn kiện có thể tạo các quyền hàng hải ở phạm vi 12 hải lý. Nói một cách khác là chỉ liên quan đến vùng lãnh hải 12 hải lý quanh mỗi thực thể. Tức là Việt Nam ngầm chấp nhận quyết định là không một thực thể nào hình thành được trong vùng đặc quyền kinh tế. Cuối cùng, Việt Nam cũng yêu cầu nhận được tất cả mọi bản sao tài liệu được sử dụng trong tiến trình trọng tài. Nếu Việt Nam kiện những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa trọng tài thường trực, vị học giả này cũng cho rằng Hà Nội có thể kiện ở hai điểm. Thứ nhất là những yêu sách về lãnh hải của Trung Quốc nằm trong đường chiến đoạn, cũng như khả năng yêu cầu tòa PCA tái khẳng định tính chất bất hợp pháp của đường chiến đoạn này. Thứ hai là Hà Nội có thể yêu cầu tòa lên án những hành động lấn chiếm của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vì bản đồ đường chiến đoạn do Bắc Kinh tự vẽ ra chồng lấn rất lớn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Một điểm quan trọng mà nhà nghiên cứu nêu lên trong bài phỏng vấn là trong bối cảnh mới này, với tuyên bố lập trường đầu tiên của Hoa Kỳ về vấn đề chủ quyền tại Biển Đông cùng với tuyên bố của Úc và ba nước châu Âu như Đức, Pháp và Anh, Việt Nam đang có lợi khi tái kích hoạt cạnh tranh pháp lý và viện đến tòa trọng tài thường trực quốc tế về tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đây là hình ảnh người dân Hồng Kông biểu tình ủng hộ người dân Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương đã bị Trung Quốc trấn áp dã man. Cuộc biểu tình này diễn ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2019. Nhà phân tích này phân tích tiếp như sau. Bối cảnh đã trở nên thuận lợi bởi vì có ít nhất hai lý do. Lý do thứ nhất là hiện giờ vị thế của Bắc Kinh đang suy yếu, cả về kinh tế lẫn về hình ảnh. Về kinh tế, cuộc chiến thương mại đã gây thiệt hại rất nhiều cho Trung Quốc và tổng sản phẩm quốc dân của Trung Quốc bị tác động do những biện pháp trừng phạt của Mỹ. Thêm vào đó, phải kể đến các biện pháp của Washington chống lại các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei, cấm thâm nhập vào thị trường Mỹ và đặc biệt là Huawei bị cấm tham gia thị trường 5G ở châu Âu cũng như là nhiều yếu tố khác. Và hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới cũng bị xấu đi rõ rệt do các biện pháp trấn áp người biểu tình ở Hồng Kông, rồi người thiểu số ở Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Thêm vào đó là những nghi ngờ về nguồn gốc của virus corona, cũng như cách xử lý của Trung Quốc bị chỉ trích hết sức gay gắt. Yếu tố thứ hai là trên thế giới,
vấn đề chủ quyền hàng hải ngày càng được các nước liên quan chú ý. Lấy ví dụ tranh chấp giữa Pháp và Madagascar về quần đảo Espres ở Ấn Độ Dương, hay tranh chấp giữa Pháp và đảo Maucosi tại Thomrin. Qua đó, chúng ta thấy là không gian biển và sự phân chia chủ quyền giữa các nước hiện trở thành mối bận tâm ngày càng lớn vì những thách thức địa chiến lược cũng như lợi ích kinh tế. Trong bối cảnh chung đó, có lẽ Việt Nam sẽ quan tâm đến việc thể hiện thẳng thắn vấn đề Biển Đông, đặc biệt là trước cơ chế tài phán liên chính phủ như tòa trọng tài thường trực. Tuy nhiên, theo những điểm được nêu trên, trước khi tiến hành, Việt Nam cần cân nhắc kỹ lưỡng các câu hỏi muốn tòa trả lời, bởi vì chúng ta đã thấy là trong phán quyết vào năm 2016, tòa PCA đã trả lời một phần liên quan đến lập trường của Việt Nam khi bác những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, tương tự với một vài điểm trong lập luận trường của chính phủ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2020, với bản tin Bắc Kinh trói gọn Hà Nội, Đảng bất lực nhìn Trung Quốc ở Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.